dòng người tiễn đưa Pele về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng nghìn người đã tham gia tiễn đưa vua bóng đá Pele tới nơi an táng tại nghĩa trang Ecumena Necropoli Memorial ở thành phố Santos, bang São Paulo, Brazil. Linh cữu Pele được đưa lên một chiếc xe cứu hỏa. Dòng người đứng hai bên đường nói lời chia tay và hô vang tên ông. Khoảng cách từ sân vận động Villa Belmiro, nơi tổ chức lễ tưởng niệm cho Pele, đến nghĩa trang chưa đầy 1 km. Đoàn xe đi qua các con đường ở thành phố Santos và đi ngang ngôi nhà mẹ của Pele, bà Celeste Arantes. 100 tuổi, người vẫn còn sống nhưng hiện không còn minh mẫn. Được biết, lễ an táng theo nghi thức công giáo chỉ cho phép người thân và khách mời hạn chế. Nơi an nghỉ cuối cùng của Pele là ở tầng 9 của một tòa nhà 14 tầng trong nghĩa trang, nơi có tầm nhìn hướng ra sân vận động Villa Belmiro. Trước đó, tang lễ dành cho Pele được tổ chức tại sân vận động Villa Belmiro của câu lạc bộ Santos, đội bóng gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cầu thủ của huyền thoại người Brazil. Chính phủ Brazil quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Pele. Theo thống kê sơ bộ, hơn 200.000 người đã tới viếng Pele. Huyền thoại người Brazil qua đời vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022 giờ Việt Nam tại bệnh viện Albert Einstein ở São Paulo sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh. Tân tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đến viếng, chia buồn với gia đình Pelé. Tân tổng thống Brazil vẫy tay từ biệt Pelé sau khi rời khu vực đặt linh cữu. Linh cữu Pelé được đưa lên một chiếc xe cứu hỏa để diễu hành qua các con đường ở thành phố Santos. Rất đông người hâm mộ đã đến viếng, tiễn đưa, hô vang tên Pele trong lễ diễu hành đến nghĩa trang. Pele là hình mẫu cầu thủ bóng đá tiêu biểu của thế giới, là biểu tượng gắn kết mọi tầng lớp trong xã hội. Người dân nối thành hàng dài dọc hai bên đường nơi xe chở linh cữu Pele đi qua. Lễ an táng theo nghi thức công giáo chỉ cho phép người thân và khách mời hạn chế vào nghĩa trang.